Thế vấn đề gặp đây là vấn đề gì không chị? Có vấn đề gì khó giải quyết không? thế là giỏi đấy nhờ. Thuốc thang chị hay phòng đúng không? Mịt là phòng. Mời chào các bác. Anh mình vào khu vực ở đây là Hiệp Hòa. Hiệp Hòa Bắc Giang nên một đại gia chăn ngan này. Chị chăn lâu chưa? Kỳ cựu đấy nhỉ? Mấy năm rồi. Thấy chuồng trại đẹp phết. Đấy, thuốc thì cả kho. Đây cũng đây là cái gửi em gửi men tỏi đây, men cala mốc đây. Đấy, men này anh chị. Nó là cao tỏi chị ạ, nó mùi nó thơm. Đây ui chị nhiều khu nhỉ. Đây chắc ngày xưa là trồng lợn chị nhỉ. Đây em tham quan một chút đàn ngan to trước đi. Ấy đàn này được bán rồi. Đẹp quá nhỉ. Đàn này à? Hôm trước chị bảo nó bị tiêu chảy đấy á. Khỏi tiêu chảy chưa chị? Hôm trước bảo phân xanh, phân vàng đúng không? Trôn cái thảo dược đấy nó cũng đỡ mà, đỡ tiêu chảy á. Ôi chỗ này gần đồng gió nhỉ. Được quá. Nguyên được. Ôi to thế. Đàn này chị vừa tiêm 2 mũi Sevogen đúng không? Anh chị báo là đàn này ăn nhiều mũi phết rồi. Chưa đàn nào chăn bớt đàn này đâu. Chỗ này áp lực dịch bệnh cao không chị? Áp lực dịch bệnh nó cao không? Đàn này chị tiêm lịch vaccine như nào ạ? Làm 2 mũi cúm này. 2 mũi cúm hả? 3 mũi tả này. 3 mũi tả. Nó tưởng tả làm lại tả nữa này. Vâng. Với lại Tembusu. Tembusu 2 lần. Tembusu đàn này 1 thôi. 1 lần. 2. Một lần Tembusu à? Đấy là nó dịch Tembusu đấy. Đúng, chị làm Tembusu đông khô hay nhũ dầu? Đợt đấy viên đông khô à? Viêm gan. Gan thì chị nằm. Chứ kháng thể là vaccine à? Viêm gan à? Vaccine chỉ có nằm kháng thể. Thế à? Đàn này đẹp đấy, được đấy. Đàn này những đàn trước nó đẹp như thế. Đàn này ăn mấy mũi kháng sinh rồi à? Ôi, bắt về trước hôm sau bị thương hàn, tiêm luôn. Thế tổng đến bây giờ ăn bao nhiêu mũi kháng sinh rồi? Mười mấy mũi rồi. Mười mấy mũi à? Thật sự là đàn này mười. Sáng mình đi bên kia là mười mấy mũi nhỉ? 12. 13 mũi. Đấy, nhưng vừa sáng ngày đi em đi bên Văn Minh thì 13 mũi, nhà chị thì mười mấy mũi. Nhưng mà vẫn đẹp nhỉ? Mười mấy mũi nhưng mà lông vẫn là một lần chứ có phải lông lần hai đâu. Lông lần một. Lông lần một. Dụng lại dụng ít, này cho mạnh giải độc gan với lại kích thích mọc lông vào. Tiền lại đắt tiền không? Đấy. Cái mà sau ngan ốm mà vẫn đẹp. Ngan ốm vẫn đẹp đúng không? Đấy cho giải độc gan đắt tiền. Đấy là đẹp đấy, hôm trước đi bao tiêu chảy hôm nay thì cũng đỡ rồi. Tiêu chảy thì... Bây giờ là cái phân của nó ấy hơn nhưng mà nó vẫn chết. Chết à, đây để em mổ cho. Xách ra đây. Rồi ok. Cái đàn bé úm được mấy ngày rồi à? Đàn bé đây à? Hôm nay là bao nhiêu ngày rồi chị? Tuần. Tuần à? Được cái chị ơi? Được. Được à? Đấy à, mỗi ô này chắc chỉ 200 nhỉ? 4 ô là 800 đấy, úm chia nhỏ được là tốt này, nhưng mà hơi rét nhỉ. Hôm trước là nó xấu à? Đàn con này nó đang bị chết à chị? Đang chết đấy, hôm qua chết con. Đấy nhỉ. Ăn uống khỏe không? Phần kém này, phần hơi kém này. Trộn cái cala mốc của em thì nó chữa được cả E. coli, cả bại huyết. Rồi ok. Đấy, các con úm thì chia nhỏ nhanh thì càng tốt, dễ quản lý. Và có phải có một khu, đấy vừa nói xong. Có một chỗ để tách riêng những con yếu. Con này yếu. Đâu, nhặt ra tí mổ luôn. Đây, con này chết ngược chỏng bốn chân luôn đây. Nhìn nó đàn ngan này thì thể trạng vẫn tương đối tốt. Một tuần thì hôm qua thì chị điện thì bảo phân kém thì bảo chị cho uống cala mốc với men tiêu hóa.
Nhiệt độ ok đấy, cũng không bí lắm đâu. Cái cót này úm hơi bí này, cót này nó dài. Rồi ok. Vứt đây. Đợt này là đợt bao nhiêu ngày rồi chị? Để em xem, cho ra sáng để em mổ cho. À, 50 ngày, ui chị nuôi đẹp thế nhở. Nhưng mà lông cũng kiểu lông lần 1 lần 2 đấy à, lần 1 chứ. 50 ngày to gấp đôi so với cái đàn bên kia. Cái đực, kia là cái. Không, cái đàn ở bên... Ơ, đây có bên kia lưới cho đẹp, bên này lưới kém à. Có chỗ... À... Ừ. Thế ngày xưa chắc là chuồng lợn hay sao chị nhở? Đây là chuồng lợn à, ngày xưa ấy. Bẹt. Đấy, những con nuôi ngan ở chuồng sàn toàn bộ này nó hay bị bẹt này, những con này bẹt này. Đang rụng lông này, đàn đã ăn mấy mũi rồi chị, đàn này? 3 mũi. 3 mũi à? Ít hơn đàn kia à? Đàn này là mới bị bậy hôm đấy. À, phân thiết ngon rồi chứ. Hôm trước thì chị báo mình nó để tiêu chảy nhiều cái phân vàng, phân xanh này. Mình cho cái đầu đen thảo dược với lại cái Calamoc. Uống 3 ngày thì cũng ok đấy. Uống cả đàn này đàn lớn là ok đấy. Nuôi sàn toàn bộ. Rồi. Đàn khỏe nhỉ. Đẹp ấy, 50 ngày nó cũng được ấy. Đàn này đều ấy. So với cái đàn ăn 13 mũi nãy là đều ấy. Bể cũng đẹp. Thực ra ngan nó tắm mấy rồi mà. Thế là chị thải ra đồng hay thải ra đâu? À. Đàn này là bao nhiêu con đấy chị? 700 à? Tương đối đều đấy, 50 ngày nó cũng đều. Đàn này của chị nó chắc nó chỉ phát phát độ 20 con thôi. Ừ, đẹp mà. Bây giờ ăn 3 mũi là độ tốt đấy. Đúng rồi. Chị uống được cái đầu đen thảo dược với cả lá mốc là cũng trị được hầu hết các loại bệnh như thế. Đẹp đấy. Rồi. Đẹp không? Đây là hai con đàn to à? Nặng đấy. Nặng phải đến gần 4 cân đấy. Hơn 4 cân rồi. To bé đủ hết à? Đây là đàn nhỡ này. Ba đàn con này. Mắt đỏ rực kìa. Sột. Cứ bắt đầu nó co co con yếu yếu nó không đi được cái nào chết này. Đàn này là ăn mấy mấy mũi đây à? Nghe chị giữ đầu con tốt đấy. Bại huyết, bại huyết. Đàn này bắt về hôm trước thì sau kéo luôn. Màng tim hết này. Kéo bao tim hết này. Bại huyết nhé, bại huyết E. coli. Sao chị ông mắt nó không chuyển nó cầm. Chị chắc chị tiêm Sevogen cái đấy thôi, chị chịu kết hợp với cái gì không? Có. Kết hợp với cái gì à? Genta. Không. Cái gì? Sevogen thì nó là cả Sevo cả Genta rồi. Sevo cái này tiêm nhiều loại. Thử xem tiêm những loại gì. Em vừa đi cái đàn bên kia cũng ăn 13 mũi, chỉ tiêm 4 xếp thôi. Nó nhờn thuốc mà. Rồi, vẫn bại huyết nhá. Thế ở đây chỉ có thuốc đấy thôi mà. Đây bại huyết này. Bại huyết nó hai biểu hiện, một ở đây. Hai là tim kéo màng này. Mà thận hơi bạc ấy, dùng nhiều kháng sinh. Được cái béo nhỉ. Béo béo. Tả làm 3 lần rồi nhỉ, chắc cũng chả có tả đâu. Hạch ruột này. Đây cái chỗ này nếu mà tả thì nó sẽ xuất huyết đoạn này nhá. Nhưng mà bình thường đẹp long lanh. Không có tả. Chủ nói tiêm 3 lần tả hốt rồi. Béo nhỉ, này vẫn chết. Chết là do tim nó không đập được, nó kéo hết màng này. Bại huyết. Nó cứ đi quỳ chân cái là chỉ không sao mà chết. Đúng không? Bại huyết. Không có dịch tả. Nhưng mà chỉ có nấm ra thôi. Có bị nấm không? Đi, cho nấm đây, những cái chỗ này này không rõ ràng đâu. Chỉ xem ở trên rõ hơn. Bỏ ăn này, những con này bỏ ăn này. Bùng nước ở dạy cờ. Bỏ ăn. Nó chết là thế đấy, không phải là bệnh đâu. Không có tả đâu.
không có nấm đâu. À dạ, đại ca này thò sợ thật đấy nha. Ngày nào cũng chết hai con như này. Tính ra một con này là 100.000. Tầm 100.000 nó 416 150. 150. Này nuôi thêm ít ba ba hoặc là cá chê. Gan đen vẫn bạn huyết, gan rất là mùn. Cũng kéo màng ấy, nhưng mà thế này chết được hay nhỉ. Tìm săn sưu ấy. Sốt này, tìm tích nước. Có xuất huyết này. Đây chỉ là bại huyết thôi. Vấn đề của chị vẫn là bại huyết E. coli thôi. Ở đây mổ bọn nó xuyên xuyên mà. Nhưng mà tiêm nó liên quan đến vấn đề nhờn thuốc. Nhờn thuốc. Bây giờ có cái thuốc nào khác không? Có nhiều chứ gì. Tiêm mãi là hai cái loại này. Đây có một cái hạch ở đây này. Kiểm tra cái đoạn này mà nó xuất huyết thì nó là tả. Nó có. Nhưng nó không điển hình. 3 lần. Không có kén ruột. Không có kén gì. Vấn đề chính của nó vẫn là bại hết vào E. coli thôi. Vẫn là một thôi. Catasim với này cái xếp đấy thì vẫn là một. Nó vẫn là cefotaxim với genta. Y như cái cefogen của mình ấy. Đây chị cho ăn cám vịt đẻ à? Cám. Cám gà. Đá nhiều chứ. Đây là đá của cám con đẻ này. Đây là cám con đẻ đúng không? Không. Cám không phải cám con đẻ đâu. Cám hốp đây. Cắm hốp à? Kiểu đá đấy. Cắm đẻ sao mà nó có đá nhiều này? Cắm rẻ. Cắm gà đẻ, con đẻ. Đây là cái cám của dành cho con vịt này. Mới lấy thêm cái cám vụ béo của gà trắng thôi. À, nhưng mà trộn một ít thôi. Giống là cắm hốp rồi. Đấy, không có nấm. Ba loại này, độc tiêm loại này. Y như nhau. Đều là cefotaxim. Đều là cefogen hết. Còn chưa tiêm loại gì khác cả. Có nấm này, đây. Đây con nấm này chị. Con kia thì nó không rõ nhưng con này rõ ràng nấm. Nấm à? Đây, nấm à? Nấm. Vào chị vẫn phòng lắm. Vẫn nấm. Có nấm. Nhưng mà nấm không gây chết được. Vấn đề chết của hai con này đều là bại huyết E. coli. Đây con 5 ngày. Xác chết thì con này khô đét. Thành đấy con yếu mổ con chuẩn hơn không? Được chị ạ. À? Chết thì nó mới để lại bệnh tích rõ. Con chết lại rõ nhất đấy. Tìm tích nước này. Biểu hiện là sốt. Cậu uống thuốc sốt sáng nay rồi. Vâng ạ. Con này chết thì bỏ ăn thì mặt nó sưng này. Nó có co còn. Không có nấm phổi. Chị gây nấm mấy ngày nay. Vẫn là bại huyết này, hỏng hết quả tối này. Bị sớm quá nhỉ. Sớm thật đấy. Chứ có nhiều lựa chọn kháng sinh mà. Chứ vẫn phải đánh nấm tiếp mà, có cả nấm này. Vẫn đang ngừng đây. Có nấm này. Đấy. Nhưng mà may là không có nấm phổi. Con này thì thương hàm rồi, con này cầm trẻ khô đét là cái này. Ở đây nhiều người chăn nuôi không chị? Ngan ấy. À, ngan thì ít. Ngan nó khó nuôi lắm. Nuôi đa nó số vịt thôi, còn ngan và độc nhà chị là Minh. À. Minh nó chăn vừa ngan rồi. Chị chỉ chăn ngan. Rồi, vẫn là bại huyết ghép thương hàm. Đến sáng nay thằng Ngọc nó mổ. Nhưng mà...
là tiêu chảy cho cái này. Đây. Cái này nó chữa về đường ruột và phòng bệnh đầu đen. Cái này mới đưa vào hiệu quả lắm. Rồi, ok. Đánh một lạng ăn thua. Thế à? Chả ăn thua nhẹ lắm. Để cho tăng mèo là mèo. Đây, từ trước giờ chị cứ tiêm loại này à? Mấy loại này à? 3 loại đấy. Đây là thuốc bổ thôi. Thuốc bổ. Đây là Butaforfan. Đây là cặp đấy. Cái này là Cefotaxim Genta, cũng là Cefogen. Cái này là Cataxim, cũng là Cefo và Genta. Genta này, Cefo này. Và chị dùng một cái của Napha nữa. Tất cả đều là Cefo và Genta. Thì nó sẽ rơi vào trường hợp nhờn thuốc. Vấn đề chính vẫn là bại hết với Ecoli, nhờn thuốc. Thì từ đán sau chị có thể đổi dòng thuốc. Có rất nhiều dòng, dòng này là mạnh nhất này. Thế nhưng mà chữa mười mấy mũi hoặc là đán nọ đán kia dùng thuốc này hết thì nó cũng nhờn. Từ sau có những cái giải pháp thay thế thuốc khác. Còn lúc nhỏ tiêm cái này hay lúc lớn thì tiêm cái khác. Nhờn thuốc thì rất dễ điều chỉnh. Có thể là tăng liều lên, có thể là kết hợp thuốc. Còn kháng thuốc thì mới sợ, nhà chị nhờn thuốc thôi. Thì cái vấn đề này dễ xử lý. Đây, cái đàn bé đang ở tiêm thuốc này cho nó đấy. Được, bé chỉ cần tiêm cái này thôi. Con bé là tiêm cái này với lại cái này đấy. Là được. Đây là Cefogen mà. Cái này khoảng tầm 180 nhỉ. Bằng cái Cefogen của em cũng tầm đấy. Trước khi hôm trước chị bảo em là trước khi uống cái thảo dược này là chị tiêm 2 mũi rồi đúng không? Đúng rồi. Thế thôi. Tức là của tiêm chị nữa. Tiêm 2 mũi lại trộn 3 ngày có cái mốc đấy. Bên thế thôi. Đấy. Lần sau chị có thể đổi thuốc khác. Tức là lúc bé chị tiêm cái này lớn tiêm cái này thì nó sẽ bị nhờn rất là nhiều. Mà bây giờ tiêm tăng liều thì lại bị rụng lông nên mình phải đổi kháng sinh. Đổi kháng sinh. Nhỏ dùng cái này rất là tốt nhá, nhưng mà tầm khoảng 20 ngày chị phải đổi thuốc khác. Như cái đàn nãy em vừa đi ở bên kia là nó ăn 13 mũi rồi đấy. Thì ông cứ chỉ tiêm cái này như thế này thôi, chỉ tiêm cái này thôi. Cũng loại này à? Cũng là Cefo Genta Y như thế này. À mà lại em cứ tiêm mãi này. Như thế, vừa nãy em vừa đăng ấy. Nhưng vừa đăng ấy. Ở đây cũng người ta chặn nhiều nhỉ. Bị kém ruột đây này Tùng này. À kém ruột à, ui nhỏ thế, được cái đây chị. Cả cái cả được đấy. Nhìn chán đời nhỉ. Kém ruột từ lúc 35 ngày nó tự dụng trụi như mình nhổ hết đồng đó. Đúng, đánh ST01 vào thì chắc chắn rồi. Nhưng mà vẫn phải đánh vì không đánh không cứu được. Tiêu được. Phải ST01 Cefogen. Ơi con này. Đây cả được cả cái. Nhưng mà đúng là bị bệnh nặng xong ăn thuốc nặng vào nhỉ. Kìa, còn tui cả mỏ ấy. À không, không phải đâu. Đây đàn này đã bao nhiêu ngày rồi ạ? Đàn này 110 ngày rồi. À ước 110 ngày rồi. Thế phải bán thôi chị. Nhưng mà này đang giá thấp bán. Ây à, bên kia cũng nhà mình hay nhà khác đây chị? À, em đi một vòng nhé. Đây là hôm kia bán, một đàn này. Tổng là mấy đàn chị? Ui đẹp thế. Nhà bạn chết, em thấy nuôi nhiều mà. 25 vịt á? Anh ui, trong nước đen xì đấy con này chắc tiêm mẹo. Đàn này là bị đầu đen chữa Cefogen tiêm xét không khỏi, phải đến Cefogen ST01 thì khỏi đấy. Nước bẩn thế nhỉ, đen thế. Nhưng mà ao này có gì mà bẩn thế, ngan nó có thải mấy đâu chị. Đây nước... lọc rửa bể thải xuống thôi, còn không cho một tí nào xuống ao hết. Bẩn quá nhỉ. Bẻ chị phải giếng khoan chứ đúng không? Vâng. Đàn này hao nhiều không chị? Đàn ngan này? Vâng. Đàn ngan này chắc phải hao cỡ 250. 500 hay 250 à? 900. À thì 250 mà 650 à? Chắc còn khoảng hơn 600. À. Thế sang chuồng bên kia chị xem nào. Thế là tốt rồi, thông thường dính cái bệnh kén ruột nó hao nhiều lắm. Thế thì ruột ta ai nuôi đến 35 ngày không chết một con nào, uống từ sau chị phải phòng nhé, phòng. Bây giờ nó có cái thảo dược phòng đấy, em gửi cho chị Cúc 2 lít đấy. Cái đấy nó chữa được cả tiêu chảy này và phòng đầu đen. Thì cứ khoảng là 25-30 ngày mình cho uống một đợt, 50 ngày một đợt nữa. Chị tính, chị dính đúng 35 ngày. Đấy, thì nó phải ủ từ lúc 30 ngày. Thì mình phải dùng từ khoảng 28 ngày đi. 28, 29, 30 ngày, dùng liên tục 3 ngày. Thì không bị đầu đen nữa. Bị cái này nguy hiểm lắm. Đây, sang đây chị. Đúng, đầu phân tiên vàng. Là nó tiêu chảy phân vàng này. Chưa bao giờ chân ngan bị thế này. Thế là chị, lần đầu tiên. Chị mới đấy. Em chữa các nơi
cứ điện đến mà ui ui tiêm sét chả khỏi, tiêm bao nhiêu mũi chả khỏi. Chị tiêm 2 mũi sét không khỏi, sao chị lại phải bảo em gửi cho ST01? Đấy, ST01 thì... lấy 10 cặp của em hình như vẫn còn 5 cặp thì... ST thì chỉ khi nào bắt buộc mới đánh thôi nhá, chị cứ tiêm sét không xuyên gen thôi. Thì nó kén ruột thì chị thì đánh buộc không? Phải đánh thôi, còn thông thường đừng có đánh cái đấy, nó nặng lắm. Tiêm vịt sướng lắm, tiêm vịt thì nó không sao, không rụng lông gì cả. Oánh cái tịt ngay. À. Cái đàn bên hôm chị hỏi em 12 ngày tiêm được không đấy? Thôi ui 12 ngày sao tiêm ST01 được? Tiêm đấy. Nhưng mà có chết không chị? Không. Thế à? Tiêm đấy. Thế à? Em hốt lắm, tiêm lúc nhỏ. Nên vì nó nặng ấy. Tiêm hôm 12 ngày bảo. Đúng rồi, cái bộ đấy thì nó nặng. Thế sao chị lại thấy đang tiêm chị thấy đứa con cục khẹt thì chị lại điện hỏi em khẹt tiêm được. Khẹt tiêm được. Khu này chăn nuôi tốt chứ nhỉ? Đây chắc chị vừa bán hay vừa đuổi phân lông đầy đây. Đây là ngan, chị bán vịt bên kia thì là chị lại đuổi. À. Đây là vịt chứ? Vịt nó ra đây cho nó rộng. À, đằng này chị bảo à, vịt thì ăn ST01 được. À, em tưởng ngan 12 ngày ăn chết toi ngay. Vịt tiêm xem cái ST01 thì sướng lắm. Đằng này ăn mấy mũi rồi? Đằng này tiêm mấy mũi kháng sinh rồi chị? Chị tiêm một mũi sao chị chọn này chị có tiêm này. À thế à? Đẹp phết đây nhở? Nhìn vịt đẹp, chị thả tắm dưới này không hay tắm trên bể? Tắm trên bể đi. À. Ái da. Khả năng ngưng chụp em. Không là làm cuộc thi bể đẹp à? Bể này cũng được. À, bán mấy ngày đây chị? 27, 28. Hơn một tháng là đẹp đấy, đàn này đều đấy, bơ. Đàn này không đều mà người đàn hơn mọi chị bán. Bán yeah. Mình nhìn lọc đúng 4 con quần kẹo. Thì chị được cái chỗ này nó cũng được, môi trường nó cũng được. Nên là bệnh tật ít, tiêm một mũi thì là tốt rồi. Một mình chắc là không nhỉ? Ít ô nhiễm. Vaccine chứ chị làm như nào? Chị làm đủ. Lịch vaccine chị đang làm như nào? À, chị bắt về ngày đó chị tiêm luôn chuột mỏ, tiêm... tiêm gan này, chị tiêm hai cái vào nhau. Đúng rồi, cũng được. Còn đến ngày thứ 3 thì chị tiêm cái tem này. Tem bù su. Rồi. Sau ngày thứ 7 thì chị lại tiêm tả. Tả. Ngày thứ 9 thì chị lại tiêm huyết. Bác xin bại huyết. Rồi. Ngày thứ 14, 15 thì chị tiêm cúm. Cúm. Đấy, tiêm ngày đấy nữa. Cúm. Thế là đủ hết đấy. Thằng nào bây giờ dịch trước nổ vinh lắm, mình tiêm được thế là tốt. Đây, cái này hay nè. Đổ trong ấy không có lắp đậy à? À đây phải lắp đậy không nè. Mưa biết là. À chị úng ngan ở trong này à? Đây, chuồng ngan đây. Cái khu đất này nhà chị hết à? Em thử vào xem nào. Ai dài chuồng đẹp đấy. Chuồng đẹp đấy nhỉ. Yeah. Cái này mà à bể trong này. Cái này mà kéo được cái lưới ấy, lưới thép, lưới thép nó tốn nhiều tiền. Cái lưới này nuôi nó cũng nhiều con nó bị liệt. Cái lưới thép xà này hết khoảng tầm à trên đấy chị nuôi nhiều không? Trên đấy chị vừa bán hết rồi giờ nghỉ thôi nghỉ chị ạ, ra Tết xây kiên cố ấy, rất là đẹp đây, sắt hộp kinh khủng ấy. Cái chỗ này rét nhỉ, ở đồng gió nó lùa này mà úm ngan úm vịt là phải cuây gọn không là rét. Đóng hết cửa và chị lại khơi gọn rồi. À, đúng rồi, hai lần, một lần ở ngoài. Em sang chị Minh chị uống cẩn à, chị ấy chị nguyên thần á. Ừ, chị Cúc cẩn thận lắm. Cũng chia là làm 200 nhỏ, đúng không? Chị cũng chỉ chia 200 đến 250 ô nhỉ. Cái chỗ này là chị chuyên nuôi ngan ở đây à? Hay là chỉ úm thôi? Nuôi ngan trong chuồng á. Cái chỗ này thì nuôi được 1000. 1000 chị cả. Này với 300 m nhỉ. Hai trăm mấy cũng rộng đấy, thế là đẹp. Thế là đây chị là chuyên là chăn vịt với ngan à? Chuyên cả ngan cả vịt. Chị chăn trong chuồng, vịt chăn ngoài. Cái vấn đề gặp ở đây là vấn đề gì không chị? Có vấn đề gì khó giải quyết không? Thế là giỏi đấy nhờ. Thuốc thang chị hay phòng đúng không? Vịt là phòng. Thật sự như đàn này vaccine tiêm đầy đủ này, phòng kháng sinh. Giai đoạn nó nhạy cảm nhưng lại phòng luôn thì... Tầm khoảng bao nhiêu ngày tuổi chị thay phòng? Nếu mà vịt tầm 12 ngày, khoảng đến 15 ngày. 12 ngày.
12, 15. Cho một trận nữa từ 18 ngày đến 22 ngày. 18, 22, tức là tuần 1 nhỉ? Tuần 1. Thế 30 ngày? Tầm 30 ngày thì chị lại tháng trước tầm 27 đến 32 ngày. Ừ. Cái tầm đấy là bắt đầu nó lên cái lông. Đúng, đúng rồi, bắt đầu ra cái lông đấy là rất hay bệnh. Cái lông răng lược ấy, tầm lông lược này. Lông răng lược ở tầm đấy 30 35 ngày rồi. Tuần này trở đi thì nó khỏe. Tháng trước rồi thì nó lên thì nó không việc gì nữa. Ừ. Nhưng mà nếu mà không phòng cái tầm đấy thì chăm chăm dính nha cô nhìn thì. Đúng rồi. Đấy. Thế là tốt rồi. Còn Ngan, Ngan chị hay phòng không? Ngan chị phòng thì phòng nhẹ. Phòng nhẹ đúng không? Chị hay phòng thuốc gì? Chị ăn mốc. Ăn mốc à? Ăn bi. Ăn mốc, ăn bi. Tám phần ăn mốc còn tốt mà. Đẹp thế thôi. Thế chị nuôi là giỏi chứ, em đi các vùng kinh khủng lắm. Đợt này dịch dã báo về cơ bản họ. Đợt này dịch quá đây này, 2 ngày chị bị dịch khoảng lần đây này. Đúng rồi. Đợt này khu này dịch H5 ác lắm. H5 đúng rồi, đây là đang ở dịch. Ở khu bên các nhà chị có mấy cây này, cứ toàn chết cả đàn luôn. Ừ. Ở vùng chân em thế. Đây chị vừa dịch khoảng thang đây. À. Kiến cúc bảo ra gửi ấy cho em còn cầm điện thoại đi. Thế lại phải mượn của cái thằng nó chăn trâu ở đây này. À. Vâng, vâng. Chị vừa định vị nó hơi sai một chút để gửi sang em bên kia. Em đi qua đây mà nhưng mà chả để ý. Thế nên chị chăn nuôi là giỏi đấy. Đi nó cũng hốt lắm.